Xin chào các em. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp bài danh động từ. Danh động từ và động từ nguyên mẫu là hai phần có mối liên hệ rất là chặt chẽ với nhau và được sử dụng rất là nhiều trong bài thi đại học. Vì vậy, danh động từ và động từ nguyên mẫu chúng ta sẽ học rất là kỹ. Tuy nhiên là chúng ta sẽ học danh động từ trước và động từ nguyên mẫu sau. Đấy. Và các em cũng có thể là học động từ nguyên mẫu trước, danh động từ sau, không có vấn đề gì cả. Mặc dù hai phần này có các cái phần chức năng khá là tương đương nhau, thế nhưng mà mỗi phần lại có những đặc điểm riêng, chúng ta có thể học riêng hoặc chung, đấy là tùy các em. Hôm nay chúng ta sẽ học bài danh động từ. Đấy, trước tiên, chúng ta thường được biết danh động từ với một cái hình thức, hình thái đó là vô in. Vô in. Tức là khi chúng ta thêm in vào động từ, thế nhưng mà nó không phải là động tính từ. Nói một cách dễ hiểu hơn, tức là không phải như là động từ thêm đuôi in ở thì hiện tại tiếp diễn, mà hoặc là các cái thì tiếp diễn mà các em học, mà ở đây nó là một cái hình thái của động từ. Một cái hình thái của động từ, nó chỉ có verb in thôi, nó không phải là thì, nó chỉ có verb in thôi, và chức năng của nó giống như một danh từ thì người ta gọi là danh động từ, được chưa? Chức năng của nó giống như một danh từ, nhưng chúng ta hình thành nên danh từ đó bằng cách thêm in vào động từ thì đấy gọi là danh động từ, được chưa? Thì dạng verb in này chúng ta sẽ được gọi đây là gerund. Gerund, được chưa? Đây là dạng cơ bản nhất, thông dụng nhất mà chúng ta có thể biết được. Nhớ, tôi nhắc lại một lần nữa, đó là động từ thêm đuôi in mà có chức năng như là một danh từ thì chúng ta gọi đó là danh động từ. Nó khác với động tính từ, tức là nó khác với cái dạng verb in ở trong các cái thì mà chúng ta học, trong cái thì tiếp diễn mà chúng ta học. Tuy nhiên, về hình thái, nếu như các bạn nghĩ rằng verb in, danh động từ chỉ mang một cái hình thái là verb in như này thì chúng ta sẽ bị thiếu. Chúng ta sẽ bị thiếu rất là nhiều. Nó có bốn dạng. Bốn dạng của danh động từ. Thứ nhất là cái dạng verb in này. Thứ nhất là dạng verb in này. Tức là ví dụ như các bạn có thể lấy ví dụ về một danh động từ, ví dụ như này. Chơi đá bóng là gì? Sở thích của tôi chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ như này. Playing football is my hobby. Playing football is my hobby. Thế thì cái playing football này, playing ở đây là một danh động từ. Nó được hình thành bằng cách chúng ta thêm in vào sau động từ play. Được chưa? Và chúng ta hình thành nên một cái danh động từ là playing và được danh động từ này đứng vai trò làm chủ ngữ. Các bạn biết là khi chúng ta học bài danh từ thì danh từ có thể đứng làm đầu, đứng đầu câu, làm chủ ngữ trong một câu, đúng không ạ? Thế thì danh động từ ở đây, từ play football này mang chức năng là làm chủ ngữ trong câu. Như vậy là đây là dạng danh động từ. Thế chứ không phải là giống như là trong các cái thì chúng ta nói là ví dụ như là tôi đang chơi đá bóng là I am playing football thì đấy là động tính từ. Còn đây, playing football is my hobby. Đây là danh động từ, được chưa? Câu ví dụ chúng ta là playing football is my hobby, chơi đá bóng này là này sở thích của tôi, được chưa? Thì đây là một cái dạng cơ bản nhất của danh động từ, là chúng ta biết là khi chúng ta thêm in vào sau động từ thành một danh từ như thế này. Nhưng cách thứ hai còn có cái dạng khác của danh động từ, nó không chỉ có mỗi là verb như thế này. Dạng thứ hai đó là chúng ta gặp cái dạng là being rồi đi với P2. Cả cái cụm này cũng có thể làm một danh động từ. Và chúng ta hiểu là P2, being mà đi P2 thì đây là cái dạng thức bị động. Chính xác, đây là dạng thức bị động. Thức bị động. Bị động. Nhưng đây vẫn cứ để coi là một danh động từ, bởi vì nó vẫn có dạng verb in đi sau động từ to be. Nó vẫn có thể là thành một danh động từ, đúng không? Mang nghĩa bị động. Ví dụ tôi có thể nói một câu như này. Bị mắng thì làm một cái điều gì rất là tồi, đúng không? Thì rất là tồi tệ, bị mắng, cái việc bị mắng, đúng không ạ? Việc bị mắng thì rất là tồi tệ, đúng không? Thế thì chúng ta có thể nói là bị mắng hoặc bị phạt, đúng không? Being này punished is terrible. Being punished is terrible. Như vậy là cái being punished này nó không phải là
mang nghĩa là tôi bị mắng, mà đây là cái việc bị mắng. Ngay lập tức là khi chúng ta sử dụng danh động từ thì cái động từ ấy phải thêm một cái chữ tiếng Việt, đó là chữ việc. Việc, tức là bây giờ tôi việc, cái việc chơi bóng đá ấy, nó là sở thích của tôi. Hoặc là cái việc mà bị mắng ấy, thì rất là tồi tệ. Ngay lập tức nó thành một cái danh từ. Chúng ta phải hiểu rõ là mang chức năng của một danh từ. Được chưa? Being punished is terrible. Dạng tiếp theo nữa của danh động từ là dạng hoàn thành. Với cái công thức đó là having rồi cộng với văn thứ hai. Đây không phải là dạng bị động mà đây là dạng hoàn thành. Ở đây ý tức là gì? Tức là ví dụ như này, ở đây là chơi bóng đá là cái gì? Sở thích của tôi đúng không ạ? Như các bạn muốn nói là ví dụ như là bây giờ tôi đã chơi bóng đá được 2 tiếng thì cái việc đấy thì lại rất là mệt mỏi chẳng hạn. Đúng không ạ? Thì cái việc mà đã chơi bóng đá các bạn muốn ám chỉ đến cái mức hoàn thành của nó ấy, thì đấy lại là gì? Thể hoàn thành. Và cũng vẫn là coi được là danh động từ, đây cũng là verb in này. Cũng đây cũng là gì? Verb in, đây cũng là danh động từ này. Nhưng mà cái dạng của nó là having cộng với P2, đấy là dạng hoàn thành. Dạng hoàn thành. Cái dạng này chúng ta ít gặp thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta gặp thì chúng ta vẫn cứ phải hiểu là đấy vẫn là danh động từ bình thường. Đấy. Tôi không lấy ví dụ nữa, bởi vì dạng này chúng ta ít gặp hơn. Và một cái dạng cuối cùng chúng ta cũng ít gặp nữa, nhưng mà vẫn có, đó là dạng hoàn thành mà bị động. Đó là having này, rồi been này, rồi cộng với be to. Đây là dạng hoàn thành mà cộng với cả gì? Bị động. Hoàn thành là cộng bị động. Having been cộng với be to. Đây cũng vẫn được coi là một danh động từ, bởi vì đây vẫn có dạng verb in bình thường. Thế nhưng mà sau đấy, chúng ta đi với been, rồi cộng với be to, rồi cả cái cụm này có thể coi là một cụm làm gì? Danh từ. Cụm động từ làm danh từ cũng là danh động từ bình thường. Ví dụ như này, tôi có thể nói là, ví dụ bạn nói là bị phạt thì rất là gì? Khủng khiếp đúng không? Tôi có thể muốn nhấn mạnh đến cái tính hoàn thành của nó, mà lại cũng vẫn là bị động. Tức là đã bị phạt trong vòng gì? 2 tiếng thì rất là gì? Vô cùng kinh khủng chẳng hạn. Thế thì muốn nhấn mạnh đến cái tính hoàn thành của nó, chúng ta vẫn có thể dùng cái công thức này một cách rất bình thường. Các bạn phải thấy là cách sử dụng tiếng Anh rất là linh hoạt. Chúng ta không cứng nhắc là chỉ có mỗi verb in, như là trong một số sách vở chúng ta học là chỉ có verb in thôi. Thực ra là có rất là nhiều cách. Được chưa? Tôi vừa mới đưa cho các bạn bốn dạng của danh động từ. Bốn dạng của danh động từ. Chúng ta nhớ là danh động từ là một cái dạng động từ mà có tính chất một danh từ. Được chưa? Thế thì khi chúng ta sử dụng nó, các bạn cứ nghĩ rằng đó là một danh từ thì rất là dễ sử dụng. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn một số các cái chức năng, cách sử dụng của danh động từ. Và nhớ là chúng ta thấy là nó rất là giống cách sử dụng của danh từ. Trường hợp nào mà các bạn dùng danh từ được thì trường hợp đấy chúng ta cũng có thể dùng danh động từ được. Thế thứ nhất, các cái chức năng. Function, chức năng. Thì cách thứ nhất đó là danh động từ có thể làm chủ ngữ. Có thể làm chủ ngữ. Thứ nhất là danh động từ làm chủ ngữ. Ví dụ như lúc nãy tôi đã đưa ra một ví dụ. Đó là việc chơi bóng đá thì là cái sở thích của tôi. Đúng không ạ? Chúng ta có ngay ví dụ là playing football is my hobby. Chơi đá bóng thì cái đấy là làm chủ ngữ. Chơi bóng đá làm chủ ngữ. Đấy. Rồi đằng sau là động từ như thế nào đấy. Thì đấy là việc của chúng ta. Đấy, còn danh động từ sẽ có vai trò trước tiên. Đó là làm chủ ngữ của câu. Một ví dụ khác. Ví dụ như là bơi lội ngược dòng thì rất là khó khăn. Chúng ta sử dụng câu như thế nào? Câu này hơi khó đúng không ạ? Bơi ngược dòng nhé. Bơi này. Bơi là động từ là swim. Nhưng mà chúng ta muốn nói là cái việc bơi lội thì sẽ phải là swimming. Swimming. Nhớ là động từ swim chúng ta phải gấp đôi. M. Swimming. Ngược dòng nước. Đố bạn biết là gì ạ? Ngược dòng nước. Against. Và ngược lại này, hoặc là chống lại này,
Ví dụ nhé, từ against, ví dụ như tôi dựa vào cái bảng này, tức là I lean against the board. Thì cái từ against dựa vào, chống lại đấy ạ. Swimming against, dòng nước là against the current. Thì rất là khó đúng không ạ? Is, chúng ta có thể dùng từ gì? Khó là từ gì ạ? Difficult hoặc là hard cũng được. Không vấn đề gì cả. Swimming against the current is hard. Đúng không ạ? Rồi, đấy là chức năng đầu tiên của danh động từ, đó là làm chủ ngữ của câu. Chức năng thứ hai, chức năng thứ hai đó là danh động từ có thể làm bổ ngữ. Bổ ngữ tôi viết tắt là complement, là bổ ngữ, là chữ C. Hoặc không thì các bạn có thể ghi rõ ra là gì ạ? Đây, có thể làm gì ạ? Bổ ngữ của câu. Bổ ngữ của câu. Thế thì bổ ngữ của câu ấy, thì cái bổ ngữ này sẽ đứng sau động từ to be, đứng sau to be. Ví dụ như này, sở thích của tôi là gì ạ? Chơi đá bóng. Thì chúng ta lại viết lại một câu khác là my hobby is playing football, vân vân. My hobby is playing football. Thế thì các bạn thấy là sau này to be, đây là bổ ngữ. Và chúng ta không thể là cứ dựa vào là is playing là chúng ta hiểu là đây là thì hiện tại tiếp diễn. Đây là sở thích của tôi, đang chơi đá bóng. Chắc chắn là không được như vậy, đúng không ạ? Mà chúng ta phải hiểu là sở thích của tôi là này, cái việc chơi đá bóng. Thế thì mới thành một câu đúng được, đúng không ạ? Thế thì playing ở đây sẽ phải là chức năng của nó là một danh động từ, chứ không phải là động từ thì hiện tại tiếp diễn là is playing. Đấy, đấy là cái chức năng làm bổ ngữ của danh động từ. Trường hợp này cũng rất là dễ. Cái trường hợp làm bổ ngữ với chủ ngữ này là đôi khi chúng ta có thể gì, viết lẫn lại nhau, viết chéo lại nhau. Ví dụ playing football is my hobby, my hobby is playing football. Rất là dễ đảo lại giống hệt nhau. Hoặc là một câu khác, ví dụ như là giấc mơ của tôi là trở thành gì ạ? Một siêu sao. Đúng không ạ? My dream is becoming a superstar. Đúng không? Hoặc trở thành siêu sao là gì? Giấc mơ của tôi, becoming a superstar is my dream. Đấy, chỉ ngược đi ngược lại nhau như vậy thôi. Rất là đơn giản. Cái chức năng thứ ba, chức năng thứ ba của danh động từ, đó là làm tân ngữ gián tiếp. Chức năng thứ ba của danh động từ là làm tân ngữ gián tiếp. Object, đây là tân ngữ. Object là tân ngữ. Nhưng mà đây là tân ngữ gián tiếp, tức là trong một số trường hợp với các động từ, với các một động từ, thì sau đấy chúng ta lại phải cộng với lại là một danh động từ. Tức là sau một số động từ chúng ta phải sử dụng verb ing ấy. Thì đây là cái trường hợp này, chức năng này chúng ta gọi là tân ngữ gián tiếp. Được chưa? Một số các cái động từ mà đi với verb ing, ví dụ như thế này. Ví dụ như động từ avoid là tránh, đúng không ạ? Avoid là tránh. Tránh thì động từ này bắt buộc chúng ta phải sử dụng một tân ngữ gián tiếp mà là danh động từ. Đó là tránh cái việc gì đấy. Tránh cộng với bình. Tránh một cái việc gì đấy. Được chưa ạ? Ví dụ nhá. Bạn có thể tránh cái việc là gì? Gặp cô, gặp anh ấy chẳng hạn. Nếu bạn không muốn gặp anh ấy, bạn tránh cái việc gặp anh ấy. Đúng không? Thế thì có thể là dùng avoid cộng với gì? Verbing. Avoid seeing him, avoid meeting him chẳng hạn, vân vân. Thế nào cũng được. Hoặc ví dụ như động từ khác, ví dụ như động từ remember, nhớ chẳng hạn. Remember nếu như chúng ta cộng với danh động từ, remember cộng với danh động từ, remember cộng verb ing. Thế thì cái remember cộng verb ing sẽ mang nghĩa là nhớ là mình đã làm cái gì. Ví dụ tôi nhớ là tôi đã cho bạn vay thì 20.000. Bây giờ bạn thì trả tôi, đúng không ạ? Thì tôi nhớ là đã cho bạn vay nhá. Thì dùng verb ing này. I remember lending you 20,000. Đúng không? Now give me back. Được chưa? Đấy là remember của verb ing. Rất nhiều động từ khác nữa. Ví dụ một động từ cũng rất hay nữa này, là động từ need mà cộng với danh động từ. Hoặc là ghi là need cộng verb ing cho dễ. Need cộng với danh động từ là mang nghĩa là cần phải được làm gì.
Và đặc biệt trong trường hợp này người ta thường hay dùng một cái vật nào đấy, một cái vật mà cần được làm gì đấy, thì tức là mang nghĩa bị động. Cái từ này nó sẽ bằng với lại là need to be done. Need to be done hoặc to be P2 mang nghĩa bị động, tức là cần phải được làm gì đấy. Ví dụ my hair, tóc của tôi này, needs cutting, tóc của tôi này cần gì ạ? Cần cái việc cắt, đúng không? Cần phải được cắt. Thì câu này chúng ta có thể viết lại bằng là my hair needs to be cut. Đấy. Đây, trong cùng một bài chúng ta cũng có thể liên hệ nhiều với cấu trúc khác nữa. My hair needs cutting. Cái tóc của tôi cần cái gì? Việc cắt, cần được cắt. Đấy là cấu trúc thứ ba. Cái chức năng thứ ba của danh động từ đó là làm tân ngữ. Tân ngữ của động từ, tức là nó đứng sau các cái động từ như thế này. Được chưa? Một cái trường hợp cuối cùng cũng là một cái chức năng của danh động từ rất quan trọng, đó là sau giới từ after preposition. Tôi viết tắt là after preposition, sau giới từ. À, sau các tất cả các cái giới từ mà chúng ta hay gặp. Ví dụ như là in này, on này, at này, of, rồi tất cả cái giới từ ấy, trừ giới từ to, thì thông thường các bạn sẽ phải cộng một danh động từ. Được chưa? Bất biết là cái cấu trúc như thế nào nhưng mà các bạn sẽ cộng với danh động từ nếu như mà các bạn gặp các giới từ như vậy. Trừ, tất nhiên là trừ giới từ to. Vì giới từ to ấy thì chúng ta hãy dễ nhầm với lại động từ nguyên mẫu, đúng không ạ? Hay còn các cái giới từ khác thì các bạn có thể là dễ dàng cộng với verb. Ví dụ một câu với giới từ như sau. Ví dụ anh ấy đi mà không nói một lời nào cả, đúng không? Anh ấy đi mà không nói một lời nào cả. Thì chúng ta sẽ dùng câu này. He này. Rời đi là gì ạ? Quá khứ nữa. Rời đi mà quá khứ là he left. Mà không có là giới từ gì ạ? Without, chính xác. Without này. Nói một lời nào là gì ạ? Without saying. Without saying a word. He left without saying a word. Tức là anh ấy rời đi mà không nói một lời nào. Thế thì sau without là sau giới từ này, thì chúng ta sẽ phải cộng với một danh động từ ở đây. Sau giới từ là cũng một danh động từ. Thế là sau giới từ này, sau giới từ khác nữa, thì các em cũng cộng với bình thường. Ví dụ, tôi thích đọc sách. I am interested in reading books. Thế sau cái từ interested in thì chúng ta có giới từ in. Sau giới từ in chúng ta cộng verb in cộng với reading a book. Được chưa? Thế cứ sau giới từ là các bạn cộng verb in. Hoặc ví dụ, tôi rất là chán việc gì chơi điện tử cả ngày chẳng hạn, đúng không? I'm tired of playing computer games all day. Thực ra các bạn không chán, đúng không ạ? Thế thì chúng ta có thể dùng phủ định I'm not tired of playing computer games all day. Thế thì sau cái giới từ of thì chúng ta sẽ phải cộng với danh động từ. Tôi rất là chán cái việc chơi điện tử cả ngày. Chúng ta hiểu là cái danh động từ đấy nó mang nghĩa là cái việc làm cái gì đấy. Thì sao đấy, được chưa? Đấy là bốn cái chức năng chính của danh động từ. Chúng ta thấy là thứ nhất là làm chủ ngữ của câu, đứng đầu câu làm chủ ngữ. Và nhớ là nó có thể là rất là nhiều, một cụm chứ không phải chỉ một chữ này không, cả cụm là bơi ngược dòng nước này là một cái cụm chủ ngữ. Thứ hai là làm bổ ngữ của động từ to be. Bổ ngữ của to be ở đây là is, sở thích của tôi là cái việc gì đấy. Thứ ba đó là tân ngữ gián tiếp của động từ, tức là sau một số động từ ấy, thì chúng ta phải cộng với danh động từ, tức là cộng verb in. Sau khi chúng ta học bài này, chúng ta học bài động từ nguyên mẫu, thì nó cũng có dạng là tân ngữ. Làm tân ngữ thì sau một số động từ chúng ta sẽ phải cộng với to verb. Bây giờ từ nguyên mẫu rồi chúng ta sẽ tính sau, được chưa? Và phần thứ tư đó là sau các giới từ
thì chúng ta bắt buộc là phải cộng với danh động từ. À, chú ý là sau hầu hết giới từ thì chúng ta cộng với danh động từ, trừ trường hợp là sau giới từ to. Đấy là một cái giới từ rất là nhạy cảm, được chưa? Đấy là toàn bộ phần chức năng của danh động từ. Trên bảng tôi đã viết cho các bạn một số các cái cụm từ mà chắc chắn là sau các cụm từ này chúng ta phải sử dụng danh động từ. Nhìn thấy cả một bảng này thì có thấy sợ không ạ? Nhiều quá đúng không ạ? Thực ra là chưa thấm tháp vào đâu so với lại tất cả những cái từ mà chúng ta phải học. Nhưng mà thực ra thì học ngoại ngữ thì cũng là học càng nhiều càng ít. Nên chúng ta sẽ cố gắng học. Khi các bạn học các từ này thì tôi sẽ cố gắng giúp các bạn vừa học vừa đưa ví dụ, thì chúng ta sẽ nhớ hơn về các cái cụm từ này. Từ thứ nhất, theo tôi là khi các cái từ này thì các bạn cũng nên ghi lại vào vở. Thông thường thì học sinh thường phải học rất là nhiều từ vựng mới có thể đạt được điểm cao trong bài thi ngoại ngữ, đúng không ạ? Càng nhiều từ vựng thì càng ít. Đấy. Thứ nhất, approve of có nghĩa là đồng tình. Ví dụ như là tôi đồng tình cái việc đó là gì? Đội mũ bảo hiểm chẳng hạn. I approve of wearing helmets. Đúng không? Tôi đồng tình cái việc là đội mũ bảo hiểm. Thế sau cái từ of chúng ta dùng danh động từ đó là wearing, là đội, được chưa? Apologize for, apologize này SE hoặc là ZE đều được. Một trong hai cách Anh hoặc Anh Mỹ là đều được. Apologize for tức là xin lỗi vì đã làm cái việc gì. Ví dụ tôi xin lỗi vì đã làm bạn tổn thương, làm tổn thương bạn chẳng hạn, đúng không? I apologize for hurting you. Thế thì sau từ for chúng ta cũng rộng danh động từ, đó là động từ hurt, hurting. I apologize for hurting you. Được chưa? Consists of. Consists of là bao gồm. Bao gồm. Ví dụ như là cái công việc này thì bao gồm cả cái việc là gì? Chăm sóc bọn trẻ con chẳng hạn. This job consists of looking after the children. Thế thì sau cái giới từ of thì chúng ta sẽ phải cộng với verb in. Ở đây là looking after the children. Đấy, looking after đấy là danh động từ. Tiếp theo, động từ depend đi với giới từ on, tức là phụ thuộc vào cái việc gì. Ví dụ như là tôi phụ thuộc vào cái việc gì nhỉ? Tôi không phụ thuộc vào cái việc là gì? Sắp xếp các công việc. I depend on arranging all the job. Thế thì nếu mà các bạn cảm thấy là gì? Muốn là phụ thuộc vào một ai đó. Thế thì tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái cách sử dụng nâng cao hơn của danh động từ như sau. Ví dụ như này. Khi chúng ta sử dụng đơn thuần là danh động từ thì cái việc đó mang nghĩa là do mình thực hiện. Ví dụ tôi xin lỗi vì là đã làm tổn thương bạn thì cái việc tổn thương ấy là việc của tôi, đúng không ạ? Nhưng bây giờ tôi muốn nói đây này, tôi phụ thuộc vào cái việc sắp xếp của anh ấy chứ không phải là việc sắp xếp của tôi. Thế thì chúng ta có thể sử dụng một cách rất hay, đó là chúng ta cộng thêm tính từ sở hữu vào trước danh động từ. Ví dụ như có thể một câu như này, tôi phụ thuộc vào cái việc sắp xếp của anh ấy. Tức là cái đây không phải sắp xếp của tôi mà là cái việc sắp xếp của anh ấy cơ. Thế thì cái việc sắp xếp đây rất dễ là chúng ta dùng danh động từ arranging, rất dễ. Nhưng mà của anh ấy thì chúng ta dùng thêm tính từ sở hữu là his là xong. Thì ví dụ một câu như vậy tôi sẽ viết cho các bạn để các bạn dễ hiểu. Ví dụ này, tôi này, I này, depend on, I depend on his arranging the job. Vậy như là tôi phụ thuộc vào cái việc sắp xếp cái nghề nghiệp của anh ấy. Thế thì cái arranging đây là danh động từ này. Danh động từ thì chúng ta phải sử dụng thêm tính từ sở hữu là his, là của anh ấy. Như vậy câu này sẽ trở thành một câu rất là dễ. Thì chúng ta sẽ hiểu ngay đó là phụ thuộc vào cái việc sắp xếp của ai. Của ai. Đấy là his arranging the job. Được chưa? Đây là một cách sử dụng rất là hay của danh động từ. Mà khi sử dụng được như này thì các bạn sẽ thấy là ý nghĩa của câu rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Trường hợp tiếp theo đó là dream of, tức là mơ về cái việc gì. Ví dụ tôi mơ về việc
trở thành siêu sao chẳng hạn, đúng không? I dream of becoming a superstar. Đấy. Rồi là give up. Give up đây là từ bỏ. Ví dụ bố tôi đã bỏ hút thuốc lá 5 năm nay rồi. My father gave up smoking 5 years ago. Thì give up ở đây đó là từ bỏ. Đấy. Sau giới từ up và chúng ta phải cộng với verb in thì là smoking. Give up. My father gave up smoking 5 years ago. Động từ tiếp theo, insist on là khăng khăng làm gì? Khăng khăng làm gì? Thế thì chúng ta có là một câu ví dụ như là anh ấy cứ khăng khăng là gì? Có một câu rất là hay gặp ấy, đó là họ cứ khăng khăng là phải gì? Hôn tạm biệt chúng tôi. Chính vì vậy mà họ đã bị muộn máy bay chẳng hạn. Đấy, they insisted on kissing us goodbye. Đấy. So they were late for the plane. Chẳng hạn đấy. Long for là động từ mong đợi cái việc gì. Đúng là tôi rất là mong ngóng được gặp bạn. I long for meeting you. Rồi tiếp theo, look forward to cũng là mong đợi cái việc gì. Cái cụm này là rất hay gặp. Look forward to thì phải cộng với verb in. Thì chúng ta thấy là cái từ to ở đây hơi nhạy cảm một chút. Thông thường khi các bạn nhìn thấy chữ to thì thường chúng ta cộng với verb. Nhưng riêng cụm look forward to thì chúng ta phải cộng với danh động từ verb in. Look forward to cộng verb in. Ví dụ cuối thư, cuối một cái lá thư thì thường người ta hay có câu là tôi rất là mong đợi được nghe thông tin từ bạn. Nghe thông tin từ bạn. Thế chúng ta có cụm là gì? I look forward to hearing from you. I look forward to hearing from you. Thì hear ở đây phải dùng danh động từ là hearing. Tiếp theo, object to là phản đối. Object to, phản đối. Đúng không? Chúng ta có thể có một câu ví dụ này, tôi phản đối thì đội mũ bảo hiểm chẳng hạn. I object to wearing the helmet. Đúng không? Động từ tiếp theo là put off. Thì động từ này cũng sẽ bằng với động từ postpone, có nghĩa là trì hoãn, trì hoãn. Ví dụ như là tôi trì hoãn cái việc làm bài tập bởi vì tôi bị ốm chẳng hạn. I put off doing my homework because I'm ill. Đúng không? Put off thì cộng verb in. Put off doing. Đấy. Tiếp theo chúng ta có động từ rely on, nghĩa là phụ thuộc vào. Phụ thuộc vào, ví dụ là tôi phụ thuộc vào cái việc sắp xếp của anh ấy chẳng hạn. I rely on his arranging. Đấy ạ. Object to trùng rồi ạ, phản đối. Tiếp tục, result in là gây ra kết quả gì? Gây ra kết quả gì? Ví dụ như là cái việc mệt mỏi của tôi ấy, cái việc ốm của tôi ấy là gây ra cái việc gì ạ? Gây ra cái sự gì ạ? Trì hoãn công việc chẳng hạn. My illness results in putting off. Results in putting off the work chẳng hạn. Đấy. Còn result from thì khác với result in ở chỗ là result from mang nghĩa là có kết quả từ cái việc gì. Một cái là chiều thuận, tức là gây ra kết quả gì. Còn một cái có chiều đảo lại, đó là có kết quả từ cái việc gì. Ví dụ như này, cái mệt mỏi của tôi là có kết quả từ cái việc là gì? Chơi nhiều quá, đúng không? My illness resulted from playing too much. Đấy. Thế thì hai cái đấy nó sẽ là một cái là gây ra cái việc trì hoãn, một cái là có kết quả từ cái việc chơi nhiều quá, đúng không? Tiếp theo, take up là theo đuổi một cái môn thể thao hoặc một cái sở thích gì. Chúng ta dùng động từ take up, ví dụ như là tôi là theo đuổi cái môn gì? Sưu tầm tem chẳng hạn. I took up collecting stamps. Thì sau giới từ up chúng ta cũng cộng với verb in. Đó. Tiếp theo rất là nhiều. Có lẽ là chúng ta sẽ tự tìm ví dụ. Vậy tôi sẽ nói cho các bạn nghĩa của các cái từ này. Được chưa? Accustomed to. Từ này thường đi với động từ to be. Cụm be accustomed to cộng verb in có nghĩa là bắt đầu quen với cái việc gì. Thì cái cụm này cũng bằng với là be used to cộng verb in, bắt đầu quen với việc làm gì. Afraid of là sợ, sợ việc gì hoặc sợ làm gì. Aware of là có nhận thức được về cái việc gì. Capable of là có khả năng về việc gì. Good at hoặc là bad at something hoặc là doing something có nghĩa là tốt hoặc là tồi về việc gì hoặc là về cái việc làm gì. Ashamed of, xấu hổ về việc gì. Content with, ủng hộ đồng tình về việc gì. Excited about là hào hứng về cái gì. Interested in, tức là thích thú về cái gì. Bored with là gì ạ?
chán, nhàm chán với cái việc gì. Khi non là thích làm gì, proud of, tự hào về cái việc gì. Đó, vân vân rất là nhiều. Chúng ta còn rất nhiều cụm từ và các bạn nên tích lũy lâu dài. Nếu như chúng ta khi đi thi, mà nếu như các bạn chẳng may không biết nghĩa của mỗi từ nào đó, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái chú ý đó là sau giới từ thì chúng ta sẽ phải cộng với verb in, thì cũng có thể là sẽ đoán ra được một phần cái cách làm của các công nhân tấn công như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu một ví dụ như sau. Động từ ngại là động từ mind, động từ ngại. Là bạn có ngại gì? Mở cửa sổ cho tôi được không? Bạn có ngại mở cửa sổ cho tôi được không? Thế thì câu này các bạn viết như nào ạ? Do you mind? Do you mind? Sau mind là cộng với danh động từ hay là verb in? À, do you mind gì ạ? Opening. The winner. Bạn có ngại mở cửa sổ không? Mở cửa sổ cho tôi không? Bạn có ngại mở cửa sổ? Thì cái từ mai đây là phải cộng với danh động từ, cộng với binh. Đây là mở cửa sổ, tức là cái việc mở cửa sổ. Bạn có ngại mở cửa sổ không? Bạn có ngại rửa bát không? Do you mind washing the dishes? Đúng không ạ? Đấy. Thế giờ bây giờ chúng ta sẽ ôn tập một chút về cái tính từ sở hữu. Ví dụ như này. Bạn có ngại cái việc tôi gì ạ? Tôi hát ở trong phòng của bạn không? Đúng không? Bạn có ngại cái việc mà tôi hát ở trong phòng của bạn không? Thế thì như chúng ta thấy là ví dụ như câu trên này, bạn có ngại mở cửa sổ không? Thế thì cái mở này là của ai ạ? Cái việc mở là của ai ạ? Là của gì? Của bạn. Bạn có ngại mở cửa sổ, tức là bạn mở ấy chứ, tôi có mở đâu, đúng không ạ? Thế nhưng bây giờ là bạn có ngại cái việc là tôi hát ở trong phòng của bạn cơ. Thế thì sẽ phải là như này. Do you mind? Do you mind? Mind gì ạ? Việc của tôi này. Do you mind? Mind singing in your room? Đấy, bạn có ngại này cái việc hát của tôi ở trong phòng của bạn không? Thế thì cái singing này nó không còn là của you nữa, mà nó sẽ là của gì ạ? Của tôi, là my. Thế thì cái việc sử dụng cái tính từ sở hữu my này thì giúp các bạn gì ạ? Phân chia rõ ra là cái hành động này là của ai. Nếu như không có thì nghiễm nhiên là cái hành động này là của you, đúng không? Thế còn nếu như có tính từ sở hữu thì sẽ hiểu là cái việc hát này là của tôi. Đấy. Đấy là với từ my là chúng ta có verb như vậy. Một số các cái thành ngữ mà chúng ta cũng cộng với danh động từ. Ví dụ như là it's no use. Rồi cộng với verb in. Cộng verb in có nghĩa là làm việc cái gì, làm cái việc gì thì cũng vô ích mà thôi. Đấy, làm việc gì, cái việc làm gì đấy thì cũng vô ích mà thôi. Thì chúng ta có it's no use, cộng verb in. Làm việc gì cũng vô ích mà thôi. Cấu trúc này thì cũng sẽ bằng với cấu trúc là there's no point in. Cộng với verb in. Hai cấu trúc này là như nhau. Chúng ta thấy là sau giới từ in thì cũng phải cộng với danh động từ là verb in. Đấy. Sau cái cụm it's no use thì chúng ta cũng phải cộng với danh động từ verb in. Cả hai cụm này đều mang nghĩa là làm việc gì thì cũng vô ích mà thôi. Ví dụ như là dạy cho anh ấy gì ạ, môn lịch sử thì cũng vô ích mà thôi, bởi vì là anh ấy không thích cái môn đấy chẳng hạn. It's no use. It's no use teaching him history. Dạy cho anh ấy lịch sử thì cũng vô ích mà thôi. Thế thì thông thường khi dịch cái câu này thì các bạn nên dịch đằng sau trước, rồi dịch là cũng vô ích mà thôi. Hoặc câu này có thể chúng ta viết là there's no point in teaching him history, là hoàn toàn giống hệt, không có gì khác cả. Được chưa? Một cái trường hợp khác nữa, ví dụ như là động từ này to be.
What? Rồi cộng với being. To be what cộng với being. Đây là một cụm rất hay và hay được sử dụng. To be what cộng với being có nghĩa là đáng làm việc gì. Nhớ sau đây cũng cộng với danh động từ này. Với being danh động từ. To be what cộng với being. Đáng làm gì. Hoặc là không đáng làm gì là to be not what cộng với lại gì ạ? Với being. Được chưa? Thế một cái ví dụ của cái ví dụ này của cái trường hợp này như sau. Ví dụ như là thật là không 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 đáng để mà khóc vì những cái gì chuyện như thế, đúng không? Không đáng để khóc vì những cái chuyện như vậy thì chúng ta có thể dùng cấu trúc gì ạ? It's not worth crying for. It's not worth crying for. Không đáng để khóc vì cái điều đó. Đấy. Hoặc là cái ô tô này không đáng mua, đúng không ạ? Vì là gì? Nó vừa đắt mà vừa không đẹp chẳng hạn, không đáng mua. The car is not worth gì ạ? The car is not worth buying. Không đáng mua. The car is not worth buying. Đấy, rất là nhiều các cái trường hợp khác nữa. Đấy, nhưng và khi chúng ta làm càng làm bài tập nhiều thì các cái cấu trúc lại gì ra rất là nhiều. Đấy là cái phần khó của bài danh động từ và động từ nguyên mẫu. Nhưng mà thực ra các cái cấu tạo và chức năng của danh động từ và động từ nguyên mẫu thì rất đơn giản. Thế nhưng mà các cái cụm từ quá nhiều và nó khiến cho là cái bài phần này trở nên khó hơn. Và chúng ta sẽ luyện tập trong tiết sau.